Rồi sau khi team Việt Nam đi qua ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem qua những nhân tố còn lại ở trong team của anh Farmer Tony với giá trị đội hình là 4.417 tỷ. Ờ, Didier Drogba thì hình như là có một lần xịt cộng 4 rồi. Ronaldo cộng 8 đây. Còn Ronaldo cộng 8 Totti này, chúng ta có thể nhìn chung qua bộ chỉ số. Tôi không biết là có chỉ số nào đỏ không nhưng là không. Con đô này thì cũng chỉ số 91 thôi đúng không? Chỉ số 91 này, tốc độ tăng tốc là dứt điểm của Ronaldo là 117. Tinh tế sút xa. Đây là cái con tiền đạo cắm xịn sò thời đầu tiên đúng không anh em? Xịn sò đầu tiên luôn. Ngày xưa thì bá chủ của Lanh thời đầu thì đúng là chỉ có Ronaldo Totti 18 thôi. Rồi Kevin cộng 5 này, Raja Nainggolan và Ruud Gullit này. Nói chung là Nainggolan cặp với Gullit thì tôi cảm giác như kiểu cặp đôi tiền vệ trung tâm nó khá là máu lửa, nhất là Raja, bởi vì Raja chơi kiểu cuồng nhiệt lắm. Gullit thì các bạn biết rồi, là con hàng quốc dân. Cả hai anh thì chưa có chỉ số nào đỏ. Rồi, riêng về Gullit thì lực sút 119 này. Đấy, cơ bắp chân anh to quá. Nói về sút xa tôi nghĩ là Nainggolan có phần phải nhỉnh hơn Gullit mới đúng đấy nhỉ. Đấy. Nói chung là chúng ta cũng không thể so sánh được con 91 Totti này với lại các con khác được. Totti đọc khó lắm. Đây Renato Sanchez CDM. Ngôi sao nổi lên từ thời 2016 nhưng bây giờ nói chung là không ok lắm rồi. Qua đủ mọi nơi nhưng cảm giác không phát triển được. Tốc độ 117, lực sút 118, thăng bằng 120, rồi cắt bóng 115, 119, rồi nói chung bộ chỉ số của Renato rất là đều đúng anh em. Theo Hernandez cộng 10, đây chúng ta có thể đến những bộ chỉ số của Theo Hernandez cộng 10 để có tạt bóng sớm luôn. Theo Hernandez này thì không biết chỉ số gốc là bao nhiêu, chúng ta sẽ xem thử qua Theo Hernandez ở bộ chỉ số gốc nhé. Ở bộ chỉ số gốc thì Theo Hernandez chỉ 76 thôi. 76 thôi. Và đến cộng 10 thì nói chung là nó thế này là ok nhất rồi. Dumfries, bây giờ mình xin lỗi thì nó mọi người nha. Dolid GR cộng 8. Một con hàng CB giật rất là xịn luôn. Sức mạnh 119, tốc độ. Con tốc độ con Dolid nó hơi thọt nhưng mà nó dập nó vẫn quả nào là quả đấy đó. Đây là bộ chỉ số chung. Nói chung đá thì đá cái team cộng 8 này ok hơn đúng không? Rồi Đặng Văn Lâm này, cộng 9 này. Ở Việt Nam chúng ta xem qua Ronaldinho cộng 8. Vâng, chỉ số gốc là 91 và Ronaldinho cộng 8 bộ chỉ số. Nếu như mà đây, chúng ta xem Ronaldinho khi lên team thì chỉ số anh ta sẽ như thế này. Tốc độ tăng tốc 113, 114. Khéo léo 117, rê bóng 118. Thề quẩy đúng là lên nóc nhà luôn ạ. Rất đều bộ chỉ số tấn công, quá đều luôn. Roberto Carlos tôi sẽ thử thay lên trên này xem nhìn như thế nào. Roberto Carlos khi lên team cộng 8 thì nó sẽ như thế này. Với lực sút là 121 đá phạt. Đấy các bạn cứ tưởng tượng xem. Ngoắn. Đấy kiểu vậy. Tốc độ tăng tốc này, dứt điểm này. Roberto Carlos này thì cảm giác RW thích nhỉ. Tí mình sẽ sửa lại cái link vài cái thì sút xoáy 121. Tại sao sút xoáy Roberto Carlos lại cao như vậy? Tính ra anh phải đá cánh nhỉ. Phải đúng. Chỗ này đá 4-4 là chuẩn. Alexander Arnold. À chà chà. Này anh em Liverpool là thèm khát lắm ấy này. Hãy thử lại thử thay lên trên này xem là nhìn như thế nào nào. Đây, tốc độ tăng tốc đây, 111, 115, thể lực 114. Không có bộ chỉ số nào cao cao. Con Alo này mình nhớ không nhầm là ui đi mệt. À 107 đúng không? Alo chỉ số gốc bao nhiêu? Ui còn Munin Johnstone này rất nhiều, GR cộng 8 luôn. Thế CBO thì từ từ nào. Mình sẽ phải xin phép anh Tony mình chỉnh hình lại một chút cái đội hình tí. Dolid là bot. Đây, nếu như đá thì cầm cái đội hình neo là chuẩn nhất đúng không các bạn? Này. Team cộng 8 cộng với Eusebio cộng 5. Rất xịn sò.
dưới này còn rất nhiều Gabriel Jesus này, Munin này, Joe Stone này. Theo anh ạ, nhưng mà tôi cảm giác Laporte ở Leeds đá vẫn hay hơn là Von Erik Dier. Ổn áp luôn này. Còn nguyên một team Icon cộng 5 nữa cơ. Nguyên một team Icon cộng 5. Leeds này sẽ khá là mất thời gian để review tại vì quá nhiều cầu thủ. Raul, LC, Crespo. Nếu như mà chúng ta build một team nguyên Icon cộng 5 thì phải bê vào khá nhiều hàng đấy nhở. Phôi của Lala này đập rất là dễ, quan trọng có lên được cộng 7 không. 4.108 mua 3 Joan Roy về là chơi được rồi đúng không? Hay là 2 là được rồi. Đấy. Hy vọng nào anh ấy sẽ làm được siêu phẩm. Didier Drogba ra đi. Eusebio này. Crespo, úi giời ơi, nhìn kìa. Zidane nhưng mà không cộng 5. Nó bị ấy quá, nó bị kiểu ấy quá. Đây tôi bây giờ tôi cứ xếp vào thẳng một team cộng 5 cho các ông xem nhá. Ui, Petit cộng 5 này. Cái gì đây? Trời ơi. Ui, cái team này nhìn con này mày nhìn kinh khủng. Lehmann cộng 5. Futre cộng 5, Socrates lại bị thừa rồi, thế là bị thừa. Lương 225. Full Icon bên câu lạc bộ á. Thôi đá cái đó làm chi. Này, nếu như mà đá mắc tầm cái cầu thủ thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Phải bỏ ra những con nào nhỉ? Đây, đồng ý chưa? Này, chơi với ai? Chơi với dế luôn. Không thì nhá, cho thế này vào. Socrates vào. Xong rồi Makelele đây. Đó. Đấy, Socrates ở đây, Makelele về đá hậu vệ. Raul đúng không? Raul đá hậu vệ này. Delete đâu? Delete thay Futre này. Ôi. Rồi đấy. Đây, tôi sửa lại nhá. Sierra về đây này. Futre đây vẫn 9-5 như thường luôn. Đó. 267 lương. Này, đi phải bao giờ mới được cầm một đội hình như thế này để mà leo danh đây. Rồi la lát này. Hết chưa? Hết Icon rồi. Đấy, đấy là tất cả những gì. Socrates à, cho đá CM đi. Raul đá CM chỉ số cũng cao cơ. Đấy, chuẩn chưa? Được chưa? Được chưa? Đội hình này leo rank được không? Quá được luôn. Tha hồ leo. Là, đi mà tôi thử múa Eusebio rồi nè. Sợ nhỉ? Thôi chỉ để ngắm thôi cơ ông ạ. Thề luôn, chỗ này chỉ để ngắm thôi. Kinh khủng thật sự. Này đúng thề mới được cầm một đội hình như Tony thì ác ôn được. À team nhỉ. Team có lo Icon là cộng 3 chỉ số và thể lực cộng 3. Đấy quên đấy, có bạn nhắc đấy. Team có lo nâng cấp này, bạc này. Rồi ôi, chơi này chơi vì dễ. Thế là cộng được 5 chỉ số, thể lực cộng 3, cao nhất là LC này. Chơi vì dễ. Qua câu lạc bộ đã thử á. Tí này phải xếp cho anh lại cho anh Ender từ xem nào. Mốt giải trí này, truyền thống này, random này. Ở đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Giao hữu đâu? Giao hữu đâu nhỉ? Đây, giao hữu đây. Cái này có chưa được thế này không? Đéo được. Có nghĩa là giao hữu không được tính à? Bên câu lạc bộ có được tính làm giao hữu không ta?